Họ đã tới, thế là hết. Các chúng tôi đang chờ các ông, xin mời. Các vị ngồi xuống. Ai là Tổng thống Dương Văn Minh? Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, cùng toàn thể nội các đang chờ chỉ huy quân giải phóng tới để bàn giao chính quyền. Các ông không còn gì để bàn giao, vì các ông đã là tù binh. Ngay bây giờ, mời ông đi theo tôi. Thưa ông, ngoài đường súng còn nổ, tôi sợ không an toàn. Quân giải phóng đã làm chủ thành phố, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho ông. Tôi viết bộ trên đường hành quân, ông gắng đọc cho. Ông đọc đi. Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Chánh quyền Sài Gòn, xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Tôi kêu gọi quân giải phóng. Chúng ta mời quân giải phóng. Chúng ta mời quân giải phóng. Chúng ta mời quân giải phóng.